ông Park Hang-seo bắt tay huấn luyện viên Chu Xi, ông khích lệ các học trò của tuyển Việt Nam. Ông Park Hang-seo bất ngờ xuất hiện trong trận đấu của đội tuyển Việt Nam. Ngôi sao trị giá 60 triệu euro sút tung lưới Đặng Văn Lâm, đội tuyển Việt Nam vất vả chống đỡ dàn sao Hàn Quốc. Huấn luyện viên Park Hang-seo xuất hiện trong trận đấu của đội tuyển Việt Nam với đội tuyển Hàn Quốc tối ngày 17 tháng 10. Theo ban tổ chức, cựu huấn luyện viên của tuyển Việt Nam là đại sứ trong trận đấu giao hữu này. Trước khi trận đấu diễn ra, huấn luyện viên Park Hang-seo đã xuống sân bắt tay huấn luyện viên Philip Chu-si cùng BHL và các tuyển thủ Việt Nam. Ngoài việc có mặt theo dõi, khích lệ tinh thần thi đấu, các học trò của ông Park sẽ tặng mỗi cầu thủ một bộ mỹ phẩm Hàn Quốc. Toàn bộ những phần quà này đã được ông Park Hang-seo gửi tới khách sạn Ibis Suwon, nơi đóng quân của đội tuyển Việt Nam trước trận giao hữu gặp Hàn Quốc. Sau khi trở về khán đài, ông Park cũng dành thời gian hỏi thăm tình hình chấn thương của Quang Hải và Quế Ngọc Hải trên khán. Trong toàn bộ quá trình trận đấu diễn ra, máy quay của nước chủ nhà nhiều lần hướng đến vị trí của nhà cầm quân này, nhưng ông Park không biểu lộ nhiều cảm xúc. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.